Em Dũng Hương, Hà Nội Audio xin được mến chào các bác. Và hôm nay là ngày 20 tháng 6 năm 2023, thì em làm cái video này để giới thiệu và khui rỡ ra những cái món hàng DAC về ngày chiều ngày hôm qua. Thì sáng nay em sẽ làm cái video này để khui 7 cái món hàng ship máy bay về ngày hôm qua nhé. Và để vào phần chi tiết video thì hôm nay em vẫn làm cái chương trình đoán hai số cuối của cái tờ tiền 5.000, thì phần quà sẽ là một chiếc USB trị giá 350.000 đồng và một sợi dây quang choi sin trị giá 150.000 đồng. Đấy. Chiếc dây quang choi sin này thì là dài 1,5 m nhé. Đấy. Còn chiếc USB này thì là 32 GB và em đã cóp full nhạc nốt nét, nhạc trữ tình, nhạc chất lượng cao vào đây. Các bác chỉ cần về các bác chỉ việc nghe thôi. Đấy. Và để thể lệ tham gia cái chương trình đoán hai số cuối để trúng hai cái phần quà này, thì thứ nhất thì các bác sẽ bình luận cho em vào cái video này hai cái số mà các bác yêu thích. Thứ hai thì các bác ấn cho em cái nút like video. Và thứ ba, nếu các bác chưa đăng ký kênh thì bấm cho em cái nút đăng ký kênh và bấm cho em cái nút chuông thông báo. Đấy, thì em sẽ theo dõi các bác. Nếu các bác mà chưa đoán trúng thì em cũng chỉ like cái bình luận của các bác thôi. Còn nếu bác nào mà trúng thì em sẽ trả lời bình luận của bác là chúc mừng bác đã đoán trúng, và bác sẽ liên hệ em theo số điện thoại hotline đây để nhận quà. Và số điện thoại đây thì cũng là số hotline các bác cũng lưu vào nhé. Và các bác cũng nhớ là tí các bác mà em sẽ báo giá đến tất cả các món hàng, các bác mà xem là ưng được món nào thì có thể liên hệ với em qua Zalo hay là Facebook, hoặc là gọi điện trực tiếp để chốt cái món hàng đó nhé. Thì bây giờ em sẽ khui 7 cái món hàng này ra. Đấy, thì hàng bên em về thì nó là hàng ship máy bay. Đấy, thế nên là nó chỉ là thùng cắt tông thì thôi nhé, chứ không có thùng xốp các bác nhé. Đấy, vì là bên Nhật nó không có thùng xốp, nó không đóng thùng xốp, vì cái vận chuyển hàng hóa rất an toàn. Đấy, chẳng như con JB920 này, nên nó chỉ có mỗi cái ni lông này thôi. Đấy, em cũng chưa khui biết trong nó có đẹp không. Đây, tem của nó đây, JB920 này. Đấy, thế nó chỉ có thế này thôi. Còn đây là những cái người đóng hàng bên Nhật, người ta là không cẩn thận thôi. Còn thường thường thì hàng bên em thì bên Nhật thì các shop họ sẽ đóng vào thùng cắt tông này. Đấy. Thì bây giờ các bác sẽ đợi em một chút nhé. Vâng, thì bây giờ em sẽ dỡ 7 cái món hàng này ra các bác nhé. Em sẽ dỡ xong và em sẽ báo giá chi tiết cho các bác từng món hàng một. Trước tiên xem dỡ con này trước này. Con ND8006 này, con là CD giải mã cực kỳ hay, và cũng là con này là model cao cấp, thế nên là nó có đầy đủ các chức năng công nghệ mới nhất bây giờ. Đây, em sẽ để đây. Ok, một con đã xong. Tiếp đến là con JB920. Ok.
Con này là con Sony D3. Rồi, ok. Bước đến xem nào. Con này là con DAC. Con DAC chuyên chơi máy tính này. Đây là hai sợi dây AV. Rồi. Tiếp tục thôi con này. Con D40 ạ. Đây có một con này là con CDZ. Con này CD CSC3800. Con này hai thùng thôi. Hai thùng, một thùng trong, một thùng ngoài. Xốp của nó đây ạ. Đấy thì em cũng vừa mới khui tất cả 7 cái món hàng hôm nay vừa về. Thì nó gồm có là hai chiếc đầu CD giải mã 3 trong 1, một chiếc CD giải mã của CACZ, một trong những thương hiệu nổi tiếng của Nhật Bản này, và một chiếc Marang ND8006, và một hai sợi dây AV, và một chiếc DAC, con này chuyên chơi laptop máy tính này. Đấy. Thì em sẽ giới thiệu chi tiết, và một con JB920. Thì để vào phần video chi tiết giới thiệu thì hôm nay em xin giới thiệu đến các bác một chiếc đầu MD, mà con này nó cực kỳ rẻ, giá em thanh lý nhá. Con MD Tech 5MK2, con này máy màu đen, đẹp như mới nhá. Đấy. Đây em đang test chức năng giải mã đây. Giải mã không cần đĩa mồi, đây lâu đích này, con này cái ổ MD của nó bị chết mắt. Thế nên là em bán thanh lý luôn, ấn nút rec là giải mã thôi. Đấy. Rất đẹp. Màu đen, bác nào mà có bộ âm thanh màu đen thì về ghép con này thì cực kỳ hay luôn. Và cái thương hiệu Tech này thì nó là cực kỳ nổi tiếng rồi, chất âm nó quá đẳng cấp. Đấy, em quay đằng sau luôn này. Đây thì em đã cắm dây quang vào này, AV Ramni này. Và con này nó dùng điện 100V, 13W, 50/60Hz, số series của nó là 046-0041 này. Được lắp ráp tại China, dây nguồn cũng là dây nguồn zin luôn. Đấy. Thì con Tech 5MK2 này, con này em thanh lý là 2.600.000 đồng các bác nhé. 2.600.000. Đấy, chết mắt. Còn con này nếu mắt sống thì con này nó tầm em bán tầm 3.800.000 đến 4.000.000 cơ. Đấy, nhưng mà con này em thanh lý luôn, cho về các bác. Những bác nào mà thích không cần chơi MD mà thích rẻ thì chơi con này thì quá ok rồi. Đấy. Đây em vặn cái loa lên cho các bác thưởng thức cái chất âm em nó. Con này máy rất đẹp các bác nhé. Đấy là cái chức năng giải mã không cần đĩa mồi này, chết mắt này. Con này em thanh lý luôn là 2.600.000 đồng. Đấy, tặng dây quang, tặng dây AV. Còn máy bán ra em vẫn bảo hành 3 tháng cho các bác nhé.
các bác cứ yên tâm, nỗi đổi con khác. Đấy, nỗi một đổi một. Và bây giờ sẽ quay trở lại những cái món hàng mà hôm nay thì em đã khui ra. Thì đầu tiên là em xin giới thiệu đến các bác hai sợi dây AV. Đây, hai sợi này là hai sợi của Audio Technica Japan này. Đấy. Hai sợi này thì là dài là 80 phân nhá. Mới tinh luôn, đầu rách mạ vàng này. Hàng Japan, hai sợi dây AV hàng Japan xịn sò. Thì hai sợi này thì dài 80 phân thì hai sợi này em bán là 700 nghìn một sợi các bác nhé. Đây, một sợi của nó đây. Như này là em gọi là một sợi này. Đấy, một sợi AV đỏ trắng này. Đấy là 700 nghìn một sợi dây AV nhé các bác nhé. Đấy là ok. Phần dây AV này thì đã ok này. Tiếp đến thì hôm nay thì em cũng về lâu lắm rồi mới về được một con CD Set 3008. Con này là con CD giải mã 24 bit nhưng mà con này nó chạy mạch LFF Class A. Đấy, con này nó có rất nhiều cổng vào. Như là CD này, ASBU này, đồng trục này, quang này, kết nối laptop máy tính này. Đấy. Con này thì cái mắt CD của con này thì nó chạy mắt Sanyo SP101. Mắt này cực kỳ dễ và cực kỳ thay thế các bác nhá. Máy về nguyên thùng. Đây, cả hai cái xốp của nó ở trong đây ạ. Đấy, máy về nguyên thùng. Đẹp như mới. Đấy, thùng của nó đây nhé các bác nhá. Đây em quay này, thông số của nó này. Con này được sản xuất vào năm 2012, số series của nó là 56106 đuôi. Em quay xem nó có trùng không. Đây bác nhá. 56106 đuôi trùng series. Thì con Set 3008 này thì con này nó chạy điện auto từ 100 đến 240V, 50 đến 60Hz, 18W. Đây. Tên địa chỉ công ty đây, Set CO Japan Tokyo Japan này. Đây các cổng ra vào con này thì nó có hai đường ra cùng một nút này, AV 3 năng này. Đường máy tính này, đường quang từ TV này, đường đồng trục Casio này, đường ASBU này và đường digital out nó cũng có 3 đường, đường ASBU và đường quang và đường đồng trục. Con này nó chạy hai con chip 1798. Hai con chip này cực kỳ hay. Đấy là em giới thiệu qua thôi. Là con Set 3008 này thì con này nó có cả hai lớp thùng đây, một cái lớp thùng của nó đây ạ. Đây cái lớp thùng của ngoài đây. Đấy là hai lớp thùng. Thì con Set 3008 này thì em bán là 11 triệu các bác nhé. Đây phụ kiện của nó đây ạ. Sách khiển, dây nguồn. Đấy, có cả cái phiếu bảo hành hay sao đấy. Nhưng mà con này nó cũng hết bảo hành rồi. Đấy, con này đẹp như mới. Thì con này em bán 11 triệu tặng một đĩa CD phono, một dây quang, một dây AV. Bảo hành 3 tháng 1 đổi 1 cho các bác yên tâm nhé. Đấy là xong chiếc Set CD 3008. Full thùng xốp màu đen. Tiếp đến thì em cũng giới thiệu đến các bác một chiếc CD MD3-1 của D40. Đây, con này cũng máy vừa về đây. Em vừa khui ra xong. Rất đẹp nhá. Nắp lưng không có cấn cá gì cả. Đây, rất đẹp này. Đây, máy Make in Malaysia điện 100V 18W 50-60Hz. Số series là 220-4780. Và hiện tại thì con D40 em cũng còn một con ở trên kệ kia. Đấy thì hôm nay về tiếp một con nữa. Thì cổng ra vào con này thì gồm có một đường quang, một đường AV ra, một đường đồng trục này. À đường quang ra này. Đấy thì con này thì em bán là 5 triệu rưỡi các bác nhé. Model D40 5 triệu rưỡi. Model này thì em sẽ tặng một đĩa CD phono, một đĩa MD, một dây quang, một dây AV bảo hành 3 tháng. Đấy. Bảo hành 3 tháng cho các bác yên tâm. Và tất cả các chức năng này hoạt động hoàn hảo. Máy rất đẹp. Và tiếp đến thì em cũng giới thiệu đến các bác là một chiếc DAC. Con này là chuyên chơi laptop PC. Hãng Audin, một trong những hãng DAC nổi tiếng của Hàn Quốc. Với mã model là HUDMX1. Đây thì con này thì nó có đường máy tính này và con này nó có thêm đường quang ao đấy, rất tiện.
dùng nguồn 12 đến 15V hoặc lấy thẳng nguồn từ máy tính cũng ok. AV Ramni đây, để nó có rất nhiều đường, những đường AV này, đường quang ao này. Và hai lỗ tai nghe, một lỗ 6 ly, một lỗ 3,5. Rất nhiều lỗ và con này chỉnh được volume nha các bác nhé. Đấy thì chiếc Audi HUD MX1 này thì em bán là 2,5 triệu. Máy nó gồm dây kết nối laptop này và máy, đấy là 2,5 triệu này. Con này cũng bảo hành 3 tháng cho các bác. Và về tiếp thì em về thêm một con D3. Con Sony MX-D D3, con này đẹp như mới. Lắp lưng của nó đấy ạ. Con D3 này thì nó được sản xuất trực tiếp tại Nhật và cũng là con giải mã 24 bit, điện 100V 18W 50-60Hz, số series của nó là 205322, máy Make in Japan. Và cổng ra vào gồm một đường quang, một đường AV ra, một đường AV vào. Đấy. Về mấy cái mẫu này thì mấy mẫu mắt của CD này thì là cái mắt CD nó chạy mắt KSS213B, mắt MD là mắt 260 và là giải mã không cần đĩa mồi 24 bit. Chất âm của dòng CD3-1 thì nó cực kỳ hay và chi tiết. Và chiếc đầu Sony D3 này thì em bán là 6,200,000 đồng. Chiếc này thì em sẽ tặng 4 cái món phụ kiện: đĩa CD, đĩa MD, dây quang, dây AV và vẫn bảo hành 3 tháng một đổi một cho các bác yên tâm. Đấy, Sony MX-D3 đẹp như mới ạ. Và tiếp đến thì em cũng giới thiệu đến cái mẫu model cực kỳ hay là Marantz ND8006. Con này máy về trong tình trạng cực kỳ đẹp nhé, đầy đủ phụ kiện các bác ạ. Đây phụ kiện sách hướng dẫn này, khiển này, anten này, đấy. Và đây là em sẽ quay qua cái hình thức cho các bác xem này. Đấy, máy rất đẹp. Con này tuy về nó không có thùng nhưng mà theo đánh giá của em thì con này đẹp như mới. Con này thì nó được sản xuất trực tiếp tại Nhật. Điện 100V, 42W, 50-60Hz. Và con này đắt 2022, cực kỳ mới các bác nhé. Và con này thì số series của nó là 00155. Đây là những cổng ra vào của nó này. Máy tính này, hai đường quang này, đường đồng trục này, bắt ra râu anten này. Đấy. Quang ra, đồng trục ra này, cắm dây mạng cũng có này. Con này có hai đường ra. Hai đường ra con này thì con này nó đường vibe là chỉnh cho volume, còn đường fiscal là âm thanh mặc định. Và cái con 8006 này thì hiện tại thì em đang bán con này máy về nó không có thùng xốp nhưng nó đầy đủ phụ kiện đi theo máy về, phụ kiện zin nhá. Con này thì em bán là 24 triệu. Đấy. Và cái công nghệ con 8006 này thì các bác cứ check Google là biết cái công nghệ rất nhiều, bắt wifi, bắt bluetooth, đọc USB, đọc ổ cứng, dùng app điều khiển, kết nối với điện thoại iPhone, iPad, search những phần mềm nhạc như Spotify hay là phần mềm nhạc Tidal. Đấy. Rất nhiều và chạy đĩa CD, chạy được tất cả các loại đĩa CD và chạy được cả đĩa SACD nhé các bác nhé. Đây lỗ USB đây, đấy là 24 triệu. Model này thì em sẽ tặng các bác là một dây quang, một USB, một dây AV. Cũng bảo hành 3 tháng một đổi một cho các bác yên tâm nhé. Và tiếp đến thì em giới thiệu tiếp đến một cái mẫu như là Sony MDS-JB920. Đây mẫu này vừa về xong. Cực kỳ đẹp. Mặt phay nhôm vàng gold. Đấy, rất đẹp. Cái mẫu này thì cái giá bên em bán vẫn bình ổn các bác nhé, là 5,5 triệu. Đấy, tặng dây quang, tặng đĩa MD, tặng dây AV. Đây cổng ra vào đây, hai đường quang, một đường đồng trục. Quang ra, đồng trục ra này, AV vào, AV ra. Và con này thì nó số series của nó là 221-0671. Điện 100V 16W 50-60Hz, máy Make in Malaysia. Rất đẹp. Thì con JB920 này em bán 5,5 triệu. Đấy là những cái, em đã báo giá tất cả những cái mẫu mà nó vừa về hôm nay. Thì ngoài ra thì bên em vẫn còn hai chiếc DAC của Fortech, một chiếc HPA4 và một chiếc HPA7. Chiếc HPA7 này thì em bán là 8,5 triệu, giải mã 32 bit. Còn chiếc HPA4 này giải mã DSD và 32 bit thì con này thì em bán là 6,5 triệu.
8 triệu rưỡi và 6 triệu rưỡi, và ba con Onkyo SE U55SX và U55SX 25 mã. Đấy, ba cái model này thì em cũng đã giới thiệu rất nhiều rồi. Cổng con này là ba con DAC giải mã 24 bit và cổng của nó là có những cổng vào là gồm máy tính này, hai đường đồng trục này, hai đường quang này, đấy quang này. Dùng nguồn adapter 5V và con này thì điện AV vào AV ra, dùng điện nguồn adapter 5V và con này được sản xuất trực tiếp tại Nhật. Máy Make in Japan này. Số series con màu trắng là 2173, còn con là màu đen là 3313A. Đấy thì ba con này thì em bán đồng giá là 3 triệu rưỡi các bác nhá. Đấy 3 triệu rưỡi. Máy gồm nguồn adapter và tặng dây quang, tặng dây AV bảo hành 3 tháng. Thì ngoài ra thì những mẫu DAC hay những mẫu MD hiện tại thì em cũng vẫn còn rất nhiều đây. Của Sony đây, Sony vẫn còn rất nhiều. D2, D3, D40 hiện tại thì em mỗi mã em còn 2 con. Hay là những mẫu Tech NT503, Tech UD301. Đấy, hoặc là DeLong DA310, DA300 USB hay là Marang SA8005 nhé, một trong những con CD cao cấp, hay những hai bộ dàn mini PMX100, Panasonic PMX100 và Pioneer HM76. Đấy thì hiện tại thì em cũng đã báo giá chi tiết những cái mẫu mà vừa về hôm nay và những cái mẫu DAC hiện đang có mặt tại shop em. Đấy thì các bác nào mà có nhu cầu thì cứ liên hệ với em theo cái số điện thoại là 0966723489. Địa chỉ xem hàng bên em là tại thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội. Bên em có giao hàng ship code toàn quốc cho các bác yên tâm. Và một lần nữa thì em cũng xin kính chào các bác. Hẹn gặp lại các bác vào video vào lúc 11 giờ trưa ngày mai. Em xin kính chào các bác ạ.